Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào vòng 2 của chương trình Chuyện Nhỏ. Trong vòng 2 này vẫn có câu hỏi đa số dành cho các bạn, 10 điểm. Nhưng câu hỏi từng bé nếu trùng khớp sẽ được 30 điểm, giúp thí sinh ít điểm hơn có cơ hội vượt lên phía trước. Thưa quý vị, và cũng xin lưu ý, sau vòng thi này, thí sinh nào ít điểm nhất buộc lòng phải chia tay với chúng tôi trong cuộc chơi. Câu hỏi vòng 2 như sau. Người lớn đi học có cần sổ liên lạc hay không? Theo các bạn, đa số các bé sẽ trả lời như thế nào? Xin mời bạn Hoàng Phương. Dạ, theo em thì đa số các bé trả lời là không. Còn bạn Thảo Nhi? Dạ, theo em các bé trả lời là có ạ. Và bạn Minh Trang? Dạ không. Đa số các bé trả lời là không. Thưa quý vị, khi được hỏi người lớn có cần sổ liên lạc khi đi học không, đa số các bé trả lời là không. Xin được chúc mừng những đáp án không. Bây giờ là sự lựa chọn của bạn Hoàng Phương. Dạ, em chọn Hà My. Mỗi lần có sổ liên lạc, con sẽ đưa sổ liên lạc cho ba xem hay là cho mẹ xem? Dạ thưa chú, con đưa cho ba xem, nhưng ba không có ở nhà thì con đưa cho mẹ xem, vì cho mẹ coi điểm xem đó. Nếu bây giờ thì con sẽ đưa cho ba xem sao đã. Ba nghĩ thì thế nào? Bé Hà My trả lời là không. Hà My ơi, theo con thì người lớn đi học có cần sổ liên lạc không? Dạ thưa chú, người lớn không được đem cuốn sổ theo, vì người lớn đã lớn hơn rồi, chỉ cần đi không được đi học mà đi học thôi. Chúc mừng trùng khớp đi với bé. Xin được mời bạn Thảo Nhiên ạ. Dạ em xin chọn bé Bảo Hân ạ. Bảo Hân ơi, theo con, giữa người lớn và trẻ em ai phải học nhiều hơn? Dạ thưa chú, tại vì người lớn lớn hơn nên người lớn phải học nhiều hơn con nít, tại vì em bé nhỏ không biết học bài. Bạn nghĩ thế nào ạ? Dạ em nghĩ là bé không ạ. Bảo Hân ơi, theo con thì người lớn đi học có cần sổ liên lạc không? Dạ thưa chú, người lớn đi học cũng phải đem sổ liên lạc. Nếu mà cô cần mình không có là cô sẽ la. Chưa ghi điểm. Xin được mời thành viên tiếp theo, Minh Trang. Em chọn bé Thanh Bình. Theo con, người lớn đi học có phải làm bài tập về nhà không? Dạ thưa chú, người lớn phải làm bài tập về nhà. Nếu không làm bài tập về nhà, cô sẽ cho điểm thấp. Bà nghĩ sao ạ? Em nghĩ bé sẽ nói là có. Thanh Bình ơi, theo con người lớn đi học có cần sổ liên lạc không? Thưa chú, người lớn đi học không cần đem theo sổ liên lạc, chỉ cần đem theo điện thoại. Ở ngoài đường có thể gọi điện thoại, còn sổ liên lạc chỉ viết được thôi. Chưa trùng khớp đi với bé. Xin được mời bạn Hoàng Phương. Dạ, em chọn bé Ánh Minh. Chú Bạch đố Ánh Minh vậy chứ trong sổ liên lạc người ta thường ghi những gì? Dạ thưa chú, trong sổ liên lạc, nhà trường của con thường ghi sở thích của con giữa học kỳ 1 và giữa học kỳ 2, của học kỳ 1 và của học kỳ 2 và tính cách của con như thế nào? Bạn nghĩ sao? Dạ theo em là bé Ánh Minh sẽ trả lời là không. Ánh Minh ơi, theo con người lớn đi học có cần sổ liên lạc không? Dạ thưa chú, người lớn đi học không còn sổ liên lạc, họ lớn rồi cho nên không còn sổ liên lạc. Trẻ nhỏ chúng con chỉ còn sổ liên lạc để liên lạc với cha mẹ và nhà trường. Quá trời hay luôn, chúc mừng trùng khớp. Xin được mời tiếp theo bạn Thảo Nhiên. Dạ em chọn bé Minh Phương ạ. Minh Phương ơi, con có thích đi học mà không có sổ liên lạc không? Dạ thưa chú, con muốn đi học có sổ liên lạc để cô chấm điểm cho con. Thế thì bạn nghĩ thế nào? Dạ em nghĩ là bé nói không ạ. Minh Phương ơi, theo con thì người lớn đi học có cần sổ liên lạc không? Dạ thưa chú, người lớn cần phải có sổ liên lạc để cô chấm điểm cho người lớn. Chưa trùng khớp ý với bé nha. Bạn Minh Trang, bạn xin chọn bé nào đây? Xin chọn bé Như Diễm. Câu hỏi Như Diễm như sau. Theo con, sổ liên lạc dùng để làm gì vậy Diễm? Dạ thôi chú, sổ liên lạc để dùng thông báo cho phụ huynh với biết điểm thi. Bạn thấy sao ạ? Em nghĩ bé nói không. Như Diễm ơi, con hãy cho mọi người biết là người lớn đi học có cần sổ liên lạc không? Dạ thôi chú, người lớn lớn rồi nên đi học không cần sổ liên lạc. Chúc mừng trùng khớp đi với bé. Thưa quý vị, bây giờ xin tổng kết số điểm của ba thí sinh. Bạn Minh Trang 70 điểm, chúc mừng. Bạn Hoàng Phương bỗng nhưng vượt lên trùng khớp liên tục được 80 điểm. Bạn Thảo Nhiên qua vòng này thiếu may mắn một chút, bạn giữ nguyên 20 điểm.
Như vậy, bạn Thảo Nhiên sẽ ra về với tiền thưởng là 1 triệu đồng. Bạn sẽ nhận cúp lưu niệm chuyện nhỏ. Xin cảm ơn Thảo Nhiên đã đến với chương trình. Rồi rất nhiều mùa xuân theo em về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Rất nhiều trẻ em nghèo chỉ ao ước có một chiếc bánh chưng cho ngày Tết. Mua mì gấu đỏ để cùng góp 5 tỷ đồng giúp trẻ em nghèo vui Tết. Gấu đỏ gắn kết yêu thương. Arginon với hạt nêm Arginon cải tiến mới giúp giữ trọn hương vị tự nhiên của nguyên liệu cho mọi món ăn thêm thơm ngon. Hạt nêm Arginon nước hầm xương thực sự giữ hương vị tự nhiên. Lần mới tươi tan lít anh cho ta cùng hé những nụ cười xinh, bạn và tôi vui tươi hôn nhiên bên một tương lai tươi sáng. Kia gió mang niềm vui đến hôn lên mãi nụ cười xinh. Chúng căn hộ xinh xắn yêu lớp ai sống phong cách mới. Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau bước vào vòng 3 của chương trình chuyện nhỏ. Trong vòng 3, hai thí sinh lần này sẽ chọn bé bằng cách bấm bàn phím và dừng lại ô nào sẽ trả lời của bé ấy. Và chỉ có một câu hỏi duy nhất. Chú ý, lần này nếu đáp đúng, điểm sẽ được tăng lên 40 điểm cho một câu trùng khớp. Có nghĩa là dù ít điểm hơn vẫn có cơ hội vượt lên phía trước. Và cuối cùng, hai thí sinh sau vòng thi này ít điểm hơn sẽ phải chia tay một người. Ồ, hãy cố lên nha. Bây giờ thì câu hỏi vòng 3 như sau. Theo anh chị, bé có biết bí ngô và bí đỏ có phải là một hay không? Chúng tôi xin mời bạn Minh Trang chuẩn bị bàn phím của mình. Bé Ánh Minh nghĩ thế nào với câu hỏi bí ngô và bí đỏ có phải là một không ạ? Em nghĩ bé biết. Bé sẽ trả lời là giống hay là khác? Dạ giống. Ánh Minh ơi, trái bí ngô và trái bí đỏ giống nhau hay là khác nhau? Dạ thưa chú, trái bí ngô và trái bí đỏ khác nhau. Bởi vì con đi chợ với bà nội, con thấy trái bí ngô thì nó dài, còn trái bí đỏ thì nó hình tròn. Chưa trùng khớp với bé. Tiếp tục sự lựa chọn của bạn Hoàng Phương, chuẩn bị. Bé Minh Phương thì nghĩ sao với câu hỏi vừa rồi? Em nghĩ bé cũng nói là không có giống nhau. À, Minh Phương ơi, theo con thì bí ngô và bí đỏ giống nhau hay khác nhau? Dạ thưa chú, trái bí ngô nó từ cây bí ngô ra, còn trái bí đỏ từ cây bí đỏ ra, nên nó khác nhau. Chúc mừng chú gấu bí bí bé. Xin mời bạn Minh Trang. Bé Thanh Bình nghĩ thế nào? Dạ em nghĩ bé không biết là một. Cho nên đáp án của bé là? Là không ạ. Khác nhau. Hãy nói cho mọi người nghe, bí ngô và trái bí đỏ giống nhau hay khác nhau? Dạ thưa chú, trái bí ngô giống trái bí đỏ, vì trái bí ngô nấu ra canh bí đỏ. Vì lý do đó cho nên trường trùng khớp ý với bé. Xin mời bạn Hoàng Phương. Bé Như Diễm có biết là bí ngô và bí đỏ có phải là một không? Bé trả lời giống hay là khác ạ? Dạ, bé sẽ trả lời là khác nhau ạ. Như Diễm ơi, nói cho mọi người nghe, trái bí ngô và trái bí đỏ giống nhau hay là khác nhau? Dạ thôi chú, trái bí ngô với trái bí đỏ khác nhau, tại vì... Hà My có biết là bí ngô và bí đỏ là một không ạ? Dạ, em nghĩ bé không biết. Hà My ơi, theo con thì trái bí ngô và trái bí đỏ giống nhau hay khác nhau? Dạ thưa chú, trái bí ngô, trái bí đỏ khác nhau. Trái bí ngô ta là bí ngô, trái bí đỏ ta là bí đỏ. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Tiếp tục sự lựa chọn của bạn Hoàng Phương. Bảo Hân có cho là bí ngô và bí đỏ là một hay không? Dạ, bé Bảo Hân sẽ cho là khác nhau ạ. Bảo Hân ơi, theo con trái bí ngô và bí đỏ giống nhau hay khác nhau? Dạ khu chú, trái bí ngô trái bí đỏ tại vì nó giống nhau, tại vì nó có chữ bí giống nhau. Chưa trùng khớp IVV. Thưa quý vị, xin cực công bố số điểm sau vòng thi này như sau. Bạn Minh Trang được 110 điểm, chúc mừng. Bạn Hoàng Phương được 160 điểm, chúc mừng. Như vậy bạn Minh Trang sẽ ra về với tiền thưởng là 1.500.000 đồng và cúp lưu niệm chuyện nhỏ. Xin cảm ơn Minh Trang đã đến với chương trình.